Làm chồng thì vất vả nhất được không ạ? Nói chung cái làm này mình đi tìm là vất vả đó. Đi tìm không? Đi bộ nhiều ngày có được không? Chứ mà đi Malaysia thì gần, nhưng mà đi Việt Nam em là người khá đúng không? 20 ngày trong rừng. Đi đường 7. Không, là đi đường á. À, đi đường đi. À, con mà nói trong rừng là phải tháng rưỡi. Tháng rưỡi trong rừng? Thế ngủ trong rừng? Ngủ rừng. Ăn trong rừng? Ngủ rừng, ăn rừng. Thế đi mấy người? Tùy theo, khi 3 người, khi 7 người, khi 5 người, tùy theo đoán. Thế mà nó cướp thì chết? Có ai cướp? Không ai? Không. Mình chẳng cướp ai thôi. Chỉ còn đi mà cướp thì còn đi sợ thật thải với thằng nào? Thải nào? Thải Long là chánh. Anh có bị cướp bao giờ? Không có. Nó vào nó bảo rồi. Vào thì lại chúng con bắn chỉ thiên thì mình sợ là về mình ngồi xong là gãy ra hồng lãm, về mình ngồi chạy suối á. Bắt đầu bỏ hồng lãm thì tất cả gào vớ đô chứ là lấy hết. Con vứt cho mình không ảo con đó. Thế mình nó không giết, không làm gì cả? Không. Xong anh đó mình về. Thế lúc các anh đi Malaysia thì là anh đi bằng hộ chiếu à? Đi hộ chiếu. Đi máy bay. Không, đi sang đi đường bộ. Đi cửa khẩu nào? Đi sang cửa khẩu bên đây, nó bắt đầu sang Lào, Lào sang Thái. Đây mình đi cửa khẩu nào? Đi cửa khẩu Tà Lo. Tà Lo. Tà Lo đi. Lào. Đi Tà Lo cũng được mà đi cửa khẩu Lào Bảo này được. Sang Lào. Sang Lào. Còn sang Thái. Xong bắt đầu từ Lào mình nghỉ đầu một đêm, ngày mai mình đi sang cửa khẩu sang Thái. Thế nó cho đi à? Mình đi hộ chiếu của mình, hộ chiếu cái hợp lệ đấy. Mình đi du lịch. Đi du lịch. Đi du lịch. Dạ. Sang từ Thái đi sang Malaysia. Đi bắt đầu sang Thái cho mình bắt xe lên trên Thái Lan cho bà con bắt tàu về cửa khẩu Gualoc. Cửa khẩu gì? Cửa khẩu Gualoc. Gualoc. Gualoc để sang thằng Malaysia. Sang Malaysia người ta cũng hỏi hộ chiếu. Cũng hộ chiếu mới sống, hộ chiếu sống cái bây giờ hộ chiếu mới chết đâu. Thế nhưng mà anh bảo họ là anh đi đâu? Thì mình nói là mình đi du lịch. À. Đi hộ chiếu mình làm du lịch mình được tháng á. Thế là họ thấy thì quá hạn, kệ không nói gì. Không, nếu mà khi trường hợp mà nói là ví dụ như là cái hình trước quẻ của bồ đến bắt đầu về trước quẻ là mình làm bắt. Bắt thì đi tù. Tù 3 tháng ấy. Anh tù hả? Tù mà lái này, tù Trung Quốc này, tù Lao này. Nói chung là tù nước nào là vất vả nhất? Tù Lao vất vả. Như nào vất vả, tại sao vất vả? Vất vả ăn uống. Còn Trung Quốc và thằng Malaysia thì sướng. Nó có đánh không? Không, đánh đi trường hợp, đánh ít. Trường hợp là mình bị tiền. Thế có chạy để cho ra sướng được không? Không, không. Anh ở Malaysia thì anh có ăn gấu nào? Gấu không. Hổ? Hổ không, đều là thịt lợn thì đúng rồi, thịt lợn thì lợn rừng á? Lợn rừng á? Lợn rừng Việt Nam? Thịt lợn rừng Việt Nam là nhiều lắm. Ai bắt cho anh? Ai bắt mình đi là nhiều lúc gặp nó bay đâu. Đấy. Vậy này nhá. Thế bắt được này à? Con đá, con hoàng. À, con hoàng, con măng. Con hoàng, con măng. Thế cái vô được nó á? Với đồn bên này nhiều lắm. Không phải đẳng như đường Việt Nam mình. Đừng đuổi, đuổi đánh nó. Đuổi, ba bốn người bay lại, xuống dưới suối là mình đe, bắt. Bay lại, chạy xuống suối là gây chắc, con người đi, như lúc người là tỏ cái dao. À. Đó, để bay mà đánh. Đó, còn bà ba phải tránh đó, tránh bên nào con đi. Thì riêng mình nhất mà là người họ là họ không ăn thủ rừng.